Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Phan Công Khanh, 29 tuổi, ngụ quận 7 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, một người phụ nữ đã mang chiếc xe ô tô trị giá 10 tỷ đồng đến showroom của Khanh nhờ bán giúp. Tuy nhiên, do cần tiền để trả nợ và chuộc lại chiếc xe ô tô Mercedes G63 mà trước đây đã cầm cố, nên Khanh đã đưa xe ô tô này cùng toàn bộ giấy tờ xe cho Mohammad Dafa, sinh năm 1996, trú tỉnh An Giang, là cộng tác viên trong showroom của Khanh, mang đi cầm cố, lấy 2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thu giữ toàn bộ tang vật và đang tạm giữ Pha về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đang vận chuyển trái phép thuốc lá điếu nhập lậu, Võ Văn Rây, sinh năm 1974, trú tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đã bị Công an thành phố Sóc Trăng bắt quả tang. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 7, cơ quan công an đã phát hiện Võ Văn Rây đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 54N47749 di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A thuộc khóm 3, phường 7, thành phố Sóc Trăng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện 738 bao thuốc lá điếu nhập lậu, nhãn hiệu Scott được giấu trong xe mô tô trên. Thông qua nguồn tin tố giác của người dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện một tụ điểm đá gà tại ấp Tân Phú Thành, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Theo đó, vào ngày 9 tháng 7, các mũi trinh sát chia làm nhiều hướng đã bất ngờ bao vây và bắt quả tang 31 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ trên 3 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, tụ điểm này do hai người địa phương tổ chức để thu tiền. Hiện các đối tượng và tang vật đã được chuyển về cơ quan công an để xử lý. Ngày hôm qua tại km 87+400 thuộc địa phận xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ và tàu hỏa khiến 5 người thương vong. Vào khoảng 12 giờ, tàu hỏa LP3 chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng đến địa điểm trên đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ do người đàn ông sinh năm 1985, trú tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương điều khiển, chở theo 4 người. Vụ va chạm mạnh khiến xe ô tô bị văng ra xa và hư hỏng nặng. Cả 5 người ngồi trên ô tô bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, một nạn nhân nữ sinh năm 1954 đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Bùi Quang Tuyên, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Nam Phong 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đối tượng này có nốt ruồi cách 1cm dưới sau đuôi lông mày trái. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an thành phố Hải Phòng cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tại 1/14/89 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đối tượng này cao 1m67 và có vết sẹo to ở vùng cổ. Và đối tượng Trần Như Sang, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại khu phố 4, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, phải nhận quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.